Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 33 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 11 Khoa chú Nguyễn Trung Trang 11 Mời xem kinh văn Địa tạng bạch ngôn Nhân giả Thiết vi chi nội Hữu như thị đẳng Địa ngục Kỳ số vô hạn chữ như thị trong như thị đẳng là chỉ địa ngục vô gián, địa ngục a tỳ và hai bi hai loại địa ngục như đã nói phía trước tên gọi của địa ngục quá nhiều là nguyên nhân gì chúng ta có thể tưởng tượng được là do chúng sanh tạo tác tội nghiệp địa ngục của thế gian này quá nhiều rồi cho nên ở chỗ này chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục quả báo trên kinh điển nói chúng ta cần hiểu rõ nghiệp nhân của nó nói đến nghiệp nhân chúng ta liền hiểu được quả báo tương lai họ gặp phải những chuyện này đều là chân tướng sự thật tuyệt đối không phải phật bồ tát vì giáo hóa chúng sanh mà giả thuyết ra những chuyện này để khuyên chúng sanh Đoạn ác tu thiện Chúng ta nghĩ như vậy Thế thì hoàn toàn sai rồi Là trái ngược với chân tướng sự thật rồi Cho nên tóm lại chúng ta phải nhớ kỹ Phật nói với chúng ta là Nguyên lý của vũ trụ nhân sanh Đây là nói đạo lý căn bản Đạo lý căn bản trên Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Đây là nói đạo lý căn bản Lại nói với chúng ta là Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên trong tâm bạn nghĩ gì Thì nó sẽ biến hiện ra cảnh giới ấy Toàn bộ tất cả tướng cảnh giới Đều không phải chân thật Tại vì sao nói không phải chân thật vì đang chuyển biến theo từng sát na Làm sao có thể là chân thật được chứ Tùy không chân thật Nhưng nếu bạn mê ở trong cảnh giới này Bạn liền có cảm thọ của khổ lạc ưu hỷ Đây là thật chứ không phải là giả Sau khi giác ngộ Thì những cảm thọ này đều không còn nữa Họ thật sự sáng tỏ trở lại rồi bất luận là nghiệp nhân quả báo có hay không có nghiệp nhân quả báo vẫn là có nhưng cảm thọ khổ là ưu hỷ không còn nữa nhà phật nói đoạn phiền não là cái ý nghĩa này không phải không có tướng của phiền não không phải không có nghiệp của phiền não chỉ là không có cảm thọ của phiền não mà thôi bạn đã quán không rồi trong tâm kinh nói quán tự tại bồ tát đó là trí huệ cao độ rồi khi hành sâu bát nhã ba la mật đa đây là dùng trí huệ cao độ soi thấy năm uẩn đều không năm uẩn có hay không năm uẩn chính là nói thế giới hiện thực của chúng ta có hay không có tuy có có chính là không cho nên trên kinh nói sắc tức là không không tức là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là có có không tồn tại đồng thời có không là một sự việc không phải hai sự việc cho nên nói tướng có thể không thọ dụng có mà không sanh tình chấp Vậy là được đại tự tại rồi không phải không có thọ dụng là có thọ dụng Có thọ dụng chính là nói ở trong đây Tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Không có cái thứ này Thì thọ dụng của bạn là tự tại rồi Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì ở trong thọ dụng bạn nhất định có đủ thứ cảm thọ khổ lạc ưu hỷ tạo nghiệp thì đâu có lý nào không thọ quả báo chứ chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này từ nay vì sao không tạo nghiệp nữa cho nên bước vào niệm phật đường thân tâm thế giới thấy điều buông xả một câu phật hiệu niệm đến cùng chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc cổ đức nói là chỉ mong thấy di đà lo gì không khai ngộ thế gian và xuất thế gian chỉ có sự việc này là chân thật còn những thứ khác đều là hư vọng không đáng để so đo không đáng đem nó để ở trong tâm. Nếu như để nó ở trong tâm vẫn so đo như cũ, vậy nghiệp bạn tạo chính là nghiệp luân hồi. Cho nên cái gọi là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Vậy thì đủ thứ khổ báo trong lục đạo tam độ bạn vẫn phải nhận lấy. Sự việc này nói ra chẳng bao giờ hết. Làm người giết gì phải làm những chuyện ngu ngốc này chứ. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Phía dưới Bồ Tát Địa Tạng lại nói cho chúng ta 22 loại địa ngục. Mời xem kinh văn. Cánh hữu khiếu hoán địa ngục Khiếu hoán là thọ khổ đến cùng cực Kêu la không ngừng Bạc thiệt địa ngục Phẫn niệu địa ngục Đồng tỏa địa ngục Hỏa tượng địa ngục Hỏa cẩu địa ngục Hỏa mã địa ngục Hỏa ngu địa ngục Hỏa sơn địa ngục Hỏa thạch địa ngục Hỏa sàn địa ngục Hỏa lương địa ngục Hỏa ưng địa ngục Cư nha địa ngục Bác bì địa ngục Ẩm huyết địa ngục Thiêu thủ địa ngục Thiêu cước địa ngục Đảo thích địa ngục Hỏa ốc địa ngục Thiết ốc địa ngục Hỏa lan địa ngục Bồ Tát Địa Tạng Nói một lượt Nói ra 22 loại địa ngục này khiếu hoán địa ngục trong kinh trường a hàm nói tám địa ngục nóng lớn thì địa ngục thứ tư thứ năm đều gọi là địa ngục khiếu hoán trong kinh nói với chúng ta nghiệp nhân nào đọa địa ngục này vậy sân hận tà ác người có tâm như vậy tạo tác đủ thứ ác nghiệp thì đọa địa ngục này lại nói bởi do tập khí tà ác rất nặng gặp phải một chút duyên nó cũng khởi hiện hành cũng chính là hơi có một chút bất như ý nó liền phát tác ngay tạo tác đủ thứ tội lỗi ác vậy thì đọa địa ngục lớn khiếu hoáng bạc thiệt địa ngục phẫn niệu địa ngục đều là do tạo khẩu nghiệp Khẩu nghiệp có bốn loại Nói dối Nói lời thô ác Nói hai lời nói theo dệt Tạo loại khẩu nghiệp này Thì đọa địa ngục bạc thiệt Địa ngục phẫn niệu Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lúc giảng kinh đã nhắc đến địa ngục này Thầy nói rất cảm khái Lúc thầy còn trẻ Rất nghĩa hiệp Làm chuyện hào hiệp trường nghĩa Mà chẳng màng gì Dù có đọa địa ngục cũng chẳng sao Cuối cùng về sau khi xem thấy địa ngục phẫn niệu Thầy đã nói cái này không được rồi Cái này không thể chịu nổi Phẫn niệu không phải giống như nước là giống như nước lửa đun sôi vậy Để cho bạn ở trong đó thọ Cái này rất khó chịu Thầy nói núi đau rừng kiếm cũng không sao Thầy xem thấy địa ngục này thì hãi hùng rồi Địa ngục đồng tỏa Ở trong kinh quán Phật Tam Muội Cũng gọi là địa ngục hắc thằng Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên nói rất rõ ràng Đọa dầu địa ngục này Một ngày một đêm Trải qua khổ sở Không thể nói hết Nghiệp nhân này Là bởi do chúng sanh ngu si Chúng sanh này bao gồm cả đệ tử Phật cũng chính là bao gồm chúng ta ở trong đó đem phật pháp giới thiệu cho người khác giới thiệu sai đi ý nghĩa rồi cái gọi là pháp thì nói là chẳng phải pháp chẳng phải pháp nói là pháp Phạm giới tuy không nặng Mà không biết sám hối Nên đọa vào địa ngục này Hóa tượng địa ngục Voi lửa Trên kinh nói đây là voi lớn hết thảy những động vật này ở trong địa ngục đều là do tánh thức biến hiện ra mà con voi này toàn thân đều là lửa nếu như lúc voi nổi điên lên tấn công người thì sức mạnh của nó rất lớn không có cách gì chống đỡ nổi cho nên voi khi nổi điên nó muốn giết người trên kinh nói đây là nghiệp nhân gì là do con người lúc ở thế gian thích uống rượu làm vui mỗi lần uống đều uống đến say mềm Sai rồi thì loạn tánh Tạo tác Sát đạo dâm vọng Có thể hại chúng sanh Cho nên sau khi chết Sẽ đọa vào địa ngục này Hỏa cẩu địa ngục Chó lửa Phía sau nói là Hỏa mã, hỏa ngưu Ngựa lửa, trâu lửa Tình hình cũng rất giống nhau Nhưng nghiệp nhân khác nhau Trên kinh này nói Ở thế gian Những loại nghề như Nuôi tầm ươm kén Nuôi tầm ươm kén giết hại rất nhiều mạng sống Cho nên người xuất gia Vì muốn nuôi dưỡng tâm từ bi Cho nên không ăn thịt chúng sanh Không nhẫn tâm Ăn thịt chúng sanh Mặc y phục cũng lại như thế Nếu như y phục của bạn làm bằng da Thì không có khác gì so với ăn thịt Là mặc y phục từ da của chúng sanh Sao có thể đành lòng được chứ Mùa hè mặc y phục tơ lụa Tơ lụa là do tầm nhã tơ Bộ y phục này của bạn Phải có bao nhiêu con tầm bị mất mạng chứ Bạn mới mặc được bộ y phục này Cho nên tứ chúng đệ tử xuất gia hay tại gia trong nhà Phật Đều không đành lòng Quần áo giải Đủ để giữ ấm rồi Tại vì sao phải dùng tơ lụa Tại vì sao phải dùng da và lông chứ Phật giáo hóa chúng sanh Rất thấu tình đạt lý Chứ không phải không nói đạo lý Người thể chất yếu ớt Người rất sợ lạnh không mặc áo da thì không ấm được Vậy liền có khai duyên Người này có thể mặc được Trên giới kinh Phần lớn nói Thứ nhất là bị bệnh Thể chất rất suy yếu Ngoài ra là tuổi già Sức đề kháng suy yếu Trên 70 tuổi Sức đề kháng đã suy yếu Thì có thể khai duyên Có thể mặc y phục bằng da sức khỏe của chúng ta rất khỏe mạnh rất cường tráng có sức đề kháng mà mặc những bộ y phục này thì không có khác gì so với ăn thịt chúng sanh bình thường tạo những nghiệp nhân này đều cảm thấy rất bình thường Đều không có để ý đến Đâu có biết là Sẽ bị quả báo nghiêm trọng đến như vậy Không đọc kinh thì không biết được Khi đọc kinh rồi Chỉ mới biết Hỏa mã, hỏa ngưu, Ngựa lửa, trâu lửa Cũng là cùng loại với loài này Loài này Toàn thân đều là lửa bị nung nấu bởi những con thú lửa này bị chúng tấn công con người ở trong đây bạn sẽ bị chó cắn bị ngựa đá bị câu hút toàn thân đều là lửa thứ chín hỏa sơn núi lửa thứ mười hỏa thạch là đá lửa trên kinh khởi thế gọi là địa ngục trúng hiệp phần trước chúng ta xem thấy giáp sơn là giống như ý nghĩa này thứ mười một địa ngục hỏa sàn là giống như địa ngục thiết sàn Nói ở phần trước rồi Đều là quả báo của dâm vật Quả báo của tà dâm Thứ 12 Hỏa lương địa ngục Lương chính là rường xà sắt Trụ sắt Để cho người ta ôm ở trên đây Là hoàn toàn giống như Hình phạt bào lạc thiết trụ Mà phần trước chúng ta đã nói Hỏa ưng địa ngục Là giống như địa ngục thiết ưng đã nói ở phần trước Mỏ của chim ưng sắc Vô cùng sắc bén Chuyên đi Mổ lấy mắt của tội nhân loại này toàn thân cũng đều là lửa đời người ở thế gian tuổi thọ rất ngắn ngủi khởi tâm động niệm lời nói việc làm cho nên cho rằng không có quả báo bạn nghĩ như vậy là sai rồi Khởi tâm động niệm Đều cảm thọ đến quả báo Huống chi lời nói việc làm tạo tác chứ Thứ 14 Cự nha địa ngục Đây cũng là do Ác khẩu chiêu cảm nên quả báo mà thiệt cự nha đều là quả báo của khẩu nghiệp thứ mười lăm địa ngục bác bì cũng có kinh điển gọi địa ngục này là đại quyện chính là lột da ra cuộn lại Nghiệp nhân này phần lớn Là giết hại chúng sanh Lột da của chúng sanh Đoạt mạng của chúng sanh Nên cảm thọ quả báo này Hay nói cách khác Chúng ta tạo tác như thế nào Thì tương lai sẽ thọ quả báo như thế đó cổ đức Thường hay khuyên mọi người Điều mình không thích Thì đừng làm cho người khác Thường suy nghĩ đến câu nói này Ta không muốn thọ Thì nhất định không thể gây ra cho chúng sanh Không những là đối với người Mà đối với tất cả mọi động vật Đều không được phép những động vật này nói thật ra là Không có khác gì so với con người Do nghiệp chướng của nó quá nặng Đó làm thân xúc sanh Chúng ta tốt hơn nó một chút Là được thân người Nếu chúng ta tạo tác tội nghiệp cực nặng Thì tương lai cũng biến thành thân súc sanh Súc sanh đâu có khác gì so với con người chứ con người yêu quý mạng sống của mình thì súc sanh cũng yêu quý mạng sống của nó người khác giết hại chúng ta thì chúng ta có tâm oán hận trả thù súc sanh cũng vậy bạn ức hiếp nó tổn hại nó nó cũng có tâm oán hận trả thù cho nên việc gì phải kết oán thù với chúng sanh chứ Hiểu rõ đạo lý này Sẽ không dám khởi tâm ác Tự nhiên sẽ không dám động niệm ác Không dám tạo ác nghiệp Thế nhưng một người Ở thế gian Từ vô thủy kiếp cho đến nay Tập khí ác Rất nặng tự mình không có cách gì khống chế được lại cộng thêm ác duyên ở bên ngoài. Từng giây từng phút đang cám dỗ bạn. Bên ngoài cám dỗ, bên trong có phiền não thì làm sao có thể không tạo nghiệp được chứ? Cho nên Thế Tôn chỉ dạy chúng ta dùng sức định quệ hàng phục ma oán. Câu nói này vô cùng quan trọng. Huệ là gì vậy? Đối với nghiệp nhân quả báo Thấy được rất rõ ràng Rất minh bạch Đây chính là trí huệ Cảnh giới hiện tiền Tâm địa thanh tịnh Như như bất động Đây là định công Bạn có định công Bạn có trí huệ Bạn mới có thể khống chế được tập khí viền não của mình không để cho nó phát tác chỉ dựa vào khống chế là việc tương đối khó khăn rồi nhất định phải chuyển đổi ý nghĩ trở lại cố hết sức tu thiện chuyển dời sức chú ý việc này dễ dàng một lòng một dạ hướng về đường thiện thành tựu chúng sanh cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ thường xuyên tư duy cách làm của chư phật bồ tát là như thế nào người ta làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta xem phát tâm học phật cũng có bi nguyện Muốn rộng độ chúng sanh Cái nguyện này rất tốt Xây đạo tràng Dựng pháp tràng Độ chúng sanh Là sự nghiệp tốt Thế nhưng loại sự nghiệp này Nhất định phải có nhân duyên Trong ngoài chính muội. Nếu như duyên không chín mùi Chính mình đi làm sự nghiệp này Nếu có một mảy may gượng ép Vậy thì sai rồi Phật ở trên kinh nói với chúng ta Giả như cúng dường hằng sa thánh Không bằng kiên dõng cầu chánh giác Câu nói này là gì? Duyên độ chúng sanh chưa có chín mùi thì phải tự độ mình trước Duyên chính mùi rồi Thì có thể quên mình vì người Chư Phật Như Lai Biểu diễn ra hình ảnh cho chúng ta xem Bạn xem thế giới Tây Phương cực lạc a di đà Phật Ở nơi đó Xây đạo tràng Dựng pháp tràng Phổ độ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới bình đẳng thành Phật. Việc này thật hiếm có. Chư Phật Như Lai mười phương có trí huệ của A Di Đà Phật không? Có bi nguyện của A Di Đà Phật không? Có thần thông năng lực của A Di Đà Phật hay không? Đều có. Mỗi một đức Phật đều bình đẳng Phật Phật đã hậu đồng. Tại vì sao tất cả chư Phật không tự mình xây dựng thế giới cực lạc? A Di Đà Phật xây dựng thế giới cực lạc, tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không xây dựng thế giới cực lạc? Thích Ca Mâu Ni Phật không thua kém Đức Phật A Di Đà. Không kém, không kém hơn ngài. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến Có thấu hiểu được ý nghĩa này hay không? Tất cả chư Phật như lai mười phương Đều không xây dựng Vì a di đà Phật đã xây dựng rồi Tất cả chúng sanh thể đều đi gần gũi Ngài Một tức tất cả Tất cả tức một Đây là chân lý Là chân tướng sự thật nếu mỗi vị phật đều lập nên thứ nhất cực lạc thì mọi người đối lập với nhau rồi đôi bên đều muốn đấu tranh nhất định là đã tự khen mình chê người sẽ xuất hiện cái vấn đề này nên đạo tràng chỉ có một cái tận hư không khắp pháp giới chỉ có một đạo tràng Tất cả chư Phật mười phương ba đời Đều khuyên bảo đệ tử của mình Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Việc này có người làm rồi Thì chúng ta không nên làm nữa Phật Thị hiện cho chúng ta xem Chúng ta ở trong đây phải thể hội cho được Ở Trung Quốc cổ đại đạo tràng lớn nhỏ đều xây dựng khắp trong xã hội xây dựng khắp nơi nguyên nhân là gì do giao thông không phát triển tu học không thuận tiện nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh nơi này nên xây đạo tràng ở nơi đó vì không có phương tiện giao thông cho nên phải xây dựng đạo tràng ở khắp nơi mới có thể rộng độ chúng sanh. Ngày nay có cần thiết không? Không cần thiết. Cho nên những năm trước, tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh, viếng thăm cụ triệu phát sơ, tôi liền bàn với ông: ngày nay nếu xây dựng đạo tràng thì toàn thế giới chỉ cần xây một cái thôi. Tôi kiến nghị với ông như vậy Mười tông phái đại thừa Và tiểu thừa Phật giáo Trung Quốc Mỗi một tông phái xây một đạo tràng Không nên xây cho thật nhiều Nhân lực, tài lực, vật lực Thấy đều tập trung Để xây một đạo tràng Thì có thể độ chúng sanh Trên toàn thế giới Ngày nay du lịch vòng quanh trái đất Chỉ cần hơn hai ngày Người muốn học tịnh độ thì đến đạo tràng tịnh độ để tu học. Người muốn học thiền tông thì có đạo tràng thiền tông để tu học. Tất cả đại đức thiền tông trên toàn thế giới đều tụ tập về một nơi này. Bạn quá gần gũi quá thuận tiện rồi. Không giống như trước đây giao thông không được thuận tiện. Nhất là hiện nay nó đến chuyện hoàng pháp lợi sanh chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật lợi dụng truyền hình vệ tinh lợi dụng mạng internet có thể truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới mỗi người ở tại nhà đều có thể tiếp nhận được các vị thử nghĩ bạn phải xây nhiều đạo trang như vậy để làm gì hao tài tốn của tại vì sao không dùng sức lực lại mà dùng bạn muốn làm lãnh tụ được chúng tôi sẽ ủng hộ bạn làm lãnh tụ người nào làm lãnh tụ cũng như nhau mà toàn bộ chúng tôi đều ủng hộ đều cúi đầu mời bạn đến làm lãnh đạo người làm lãnh đạo phải hy sinh phụng hiến họ rất vất vả chúng ta là người giúp đỡ nên rất thoải mái không có cảm giác trách nhiệm hết lòng hết sức ở bên cạnh trợ giúp cho nên ở thời đại này rất nhiều người nói thế giới thu nhỏ thế giới giống như một thôn nhỏ vậy mỗi thôn một đạo tràng là đủ rồi hai đạo tràng là quá nhiều cho nên nhất định phải biết Hiện nay là thời đại như thế nào Và công việc hoàn pháp lợi sanh của chúng ta Phải làm như thế nào Nếu như Nguồn nhân lực chúng ta thật sự tập trung được Thí dụ chúng ta Đây là tịnh độ tông Người học tịnh độ tông Đều có thể tụ tập lại với nhau Mỗi ngày Mỗi người cùng nhau Nghiên cứu thảo luận kinh giáo Trao dồi gọt dũa Chăm chỉ tu học Đang không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình Giảng kinh thuyết pháp Giáo hóa chúng sanh Lợi dụng khoa học kỹ thuật đem việc dạy học này đưa đến từng gia đình của mỗi người vậy thì thế giới này chỉ cần một đạo trang là đủ rồi nếu sức người phân tán thì sự việc này nhất định không thể làm được cần phải tập trung nhân lực tài lực vật lực thì sẽ dễ làm quên mình vì người không có chính mình Thì đời này chúng ta mới có thể được độ Khởi tâm động niệm vì mình Khởi tâm động niệm là đạo tràng của tôi Khởi tâm động niệm là khu vực của tôi Thì bạn vĩnh viễn Không thể lìa khỏi lục đạo luân hồi rồi Vì sao vậy? Chấp trước lục đạo là của tôi Chấp trước địa ngục A Tỳ là của tôi Thì sao bạn không đọa địa ngục được chứ? Sao gọi là chấp trước địa ngục a tỳ, chấp trước tham sân si mạng chính là địa ngục a tỳ. Bạn muốn tạo tội nghiệp rồi. Người nào có thể giảng sanh, xả bỏ thế giới ta bà. Buông xả tất cả không cần nữa thì người này mới có thể thoát khỏi được. Hướng về tịnh độ Thì nhất định được sanh tịnh độ Đây là đạo lý nhất định Là chân tướng sự thật Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng Hiểu rõ Nỗi khổ sở của tam đồ lục đạo Hiểu rõ khởi tâm động niệm tạo tác ác nghiệp thì sẽ thọ quả báo quả báo này trên kinh nói thời gian trong mỗi địa ngục đều là vô số kiếp lúc chúng ta tạo thì rất dễ dàng trong thời gian rất ngắn nhưng tương lai thời gian của quả báo rất dài từng câu tôi khuyên nhủ mọi người đó là lời chân thật Tôi nói với bạn Niệm Phật một ngày trong niệm Phật đường Công đức đó là vô lượng vô biên Nghĩa lý ở trong đây rất sâu xa Nếu đem những đạo lý sự tướng này giảng rõ ràng Thì một vài năm cũng không có cách gì nói hết được phật ở trên kinh thường nói cho dù chư phật như lai cùng nhau để nói nói đến một kiếp cũng không thể nói hết cho nên chúng ta dứt khoát không nên xem thường những cụ bà mỗi ngày đang làm công quả quét dọn lao bàn ở cư sĩ lâm phước đức của họ người trên toàn thế giới cũng không có cách gì sánh với họ được Chúng ta luôn cho mình là đúng Còn khinh thường họ, xem thường họ Người ta đó là Bồ Tát, là Phật Nếu các bạn không tin Các bạn đọc thấy ở trong truyện ký Phong can Hàng Sơn, Thập Đắc Ở chùa Quốc Thanh trước đây Không có ai xem trọng họ Ăn mặc thì rách rưới Điên điên khùng khùng Đi làm những công việc nặng nhọc nhất phong can thì làm việc ở kho giả gạo đổ rác còn hàng sơn thập đắc thì nhóm lửa trong nhà bếp chẻ củi nhóm lửa có ai biết được phong can là a di đạo phật tái lai hàng sơn là văn thù thập đắc là phổ hiền là văn thù phổ hiền tái lai bạn đừng thấy những người lao động chân tay này mà xem thường có rất nhiều người là phật bồ tát hóa thân ở trong đó làm sao bạn có thể biết được phàm phu bất thường ở đó khinh thường họ coi khinh họ thì bạn đang tạo tội nghiệp rồi bạn đợi lúc nào thấy họ giảng sanh tướng lành hiếm có thì mới biết được lời tôi nói trên bục giảng không phải là giả sau khi niệm Phật đường này mở ra Nhất định là có người đang đứng mà giảng sanh Đang ngồi mà giảng sanh Không bị bệnh Biết trước giờ ra đi Không phải là người bình thường có thể sánh được Người ta chân thật là Phật Bồ Tát Chúng ta chỉ có một chút xíu phước báo nhỏ Là cống cao ngã mạng rồi Luôn cho mình là đúng Mở kinh địa tạng ra có tội nghiệp nào mà không tạo chứ Hiện nay vẫn tiếp tục không ngừng đang tạo Vẫn không biết sửa lỗi Vẫn không biết quay đầu Niệm Phật một ngày trong niệm Phật đường Đã cảm thấy mệt chịu không nổi rồi Đó là vì nghiệp chướng hiện tiền Niệm Phật đường đúng là tiêu nghiệp chướng cho bạn Mấy ngày đầu nghiệp chướng hiện tiền Nếu như bạn nhẫn nại được Có thể dũng mãnh tinh tấn Thì nghiệp chướng được hàng phục rồi Niệm được 3 tháng đến nửa năm Thì nghiệp chướng tiêu rồi Bạn liền được trong lành tự tại Thân tâm yên ổn Pháp hỷ sung mãn Niệm Phật đường chúng ta mở vẫn chưa được mấy ngày có nhìn thấy được pháp hỷ sung mãn hay không? Có Cũng không ít Những người nào vậy đều là những cụ bà đó Họ đều pháp hỷ sung mãn Họ gặp cư sĩ Lý Mộc Nguyên liền hỏi ông Đến lúc nào mở tiếp Lý Mộc Nguyên nói mỗi tuần mở một lần Họ nói ồ sao lâu quá vậy cho nên bạn hãy nghĩ xem đây là đạo tràng gì không phải do con người dựng nên mà là do phật bồ tát dựng nên nếu chúng ta tự cho mình có công ở nơi đây là do chúng tôi xây dựng thế thì quá đổi sai lầm rồi là mạo nhận công đức của phật bồ tát cho là của mình thế thì nguy hiểm vô cùng chúng ta chẳng qua chỉ làm ít việc cho phật bồ tát mà thôi Chỉ là làm việc lạc vặt mà thôi Tự mình nhất định phải biết Chính mình là thân phận gì ở nơi đây Thì chúng ta mới chân thật Được Phật Bồ Tát gia trị Được Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ Ủng hộ là hộ đạo tràng Là hộ trì những người niệm Phật này Chúng ta chỉ được thơm lây mà thôi Nếu nói hộ trì chúng ta Thế là bạn hoàn toàn sai rồi Chúng ta đâu có trí huệ lớn như vậy chứ Đâu có phước báo lớn như vậy Cho nên đạo tràng được xây dựng Là do thiện căn phước đức Nhân duyên của chúng sanh nơi đây Chính mùi rồi Chúng ta là rất may mắn Gặp được cơ hội này Mà được thơm lây một chút Mỗi câu đều là lời chân thật Thứ 16 Ẩm huyết địa ngục Nghiệp nhân này Là do trộm cắp tà hạnh Hoặc giả là Ở trong đạo tràng tự diện hoặc giả là ở gần đạo tràng tự diễn, Tạo tác ác nghiệp Ở trong đây cũng bao gồm nói dối Đây là ở trong 18 địa ngục lớn Có một địa ngục tên là ẩm huyết Huyết này rất khó uống Hồi thối, dơ bẩn, là dòng sông máu Người bị đọa lạc vào trong đây Thứ 17, 18 Thiêu thủ, thiêu cước Loại này cũng là thuộc về Tám địa ngục nóng Trên kinh nói với chúng ta Nghiệp nhân này là Khi có người Ở nhân gian giết mổ xúc sanh. Lúc bạn ăn thịt chúng sanh, bạn dùng dao chặt tay của nó, chặt chân của nó. Sau đó cho nó vào trong nồi hầm nấu Người nước ngoài gọi là quay nướng. Tương lai bị đọa địa ngục cũng bị quỷ tốt địa ngục quay nướng. thứ 19 Đảo thích địa ngục Đây là đảo thích Nghiệp nhân phần lớn là do phản bội Phản bội là không thuận Sẽ bị đọa địa ngục này Nghiệp nhân ở trong đây rộng vô cùng phản nghịch cha mẹ phản nghịch sư trưởng cái gọi là nghịch thầy phản đạo đủ thứ hành vi phản bội loại ác nghiệp này thì phải thọ quả báo của địa ngục này hỏa ốc thiết ốc hai địa ngục này giống nhau lúc tạo nghiệp nhân nặng hay nhẹ khác nhau cho nên hai loại khổ báo của địa ngục này cũng có nặng hay nhẹ không như nhau hỏa ốc nhẹ quả báo của thiết ốc thì nặng thiết ốc cũng là một biển lửa Địa ngục hỏa lan Trong Kinh Khởi Thế nói là Dùng đủ dạng nghiệp nhân bất thiện Ở trong đây Quan trọng nhất là tâm tham Loài xoáy lan tâm tham nặng Lan xoáy là một trong những loài thú dữ Ở trong các loài giả thú Người thế gian thường nói Lòng lan giả sói Lòng giả lan sói là ác độc Chúng ta ở nhân gian Nếu tâm này ác độc Dùng mọi thủ đoạn Tham giành lấy tất cả thì quả báo ở trong địa ngục này Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Như thị đẳng địa ngục Kỳ trung các cát phục hữu chư tiểu địa ngục Vô gián A tỳ là địa ngục căn bản Là địa ngục của tội cực nặng Ngoài vô gián A Tỳ ra Chính là phần trước Cái gọi là địa ngục lớn Trong mỗi địa ngục lớn Còn có biết bao nhiêu địa ngục nhỏ nữa Hoặc nhất hoặc nhị Hoặc tam hoặc tứ Đại chí bách thiên kỳ trung Danh hiệu các các bất động Câu nói này là nêu sơ lược qua thôi Là tính lược bớt rồi Nếu nói tỉ mỉ Nói sẽ không hết Địa tạng Bồ Tát cáo phổ hiền bồ tát ngôn nhân giả tử giả giai thị nam diêm phù đề hành ác chúng sanh nghiệp cảm như thị địa ngục từ đâu mà có gì do nghiệp cảm ứng biến hiện ra cho nên tất cả tướng cảnh giới không phải do người khác tạo ra cho bạn thọ nhận hay nói cách khác thiên đường cũng không phải do thượng đế sau khi tạo ra rồi để cho bạn đến hưởng phước địa ngục cũng không phải do vua diêm la tạo nên để bạn đến thọ tội không phải vậy toàn là do nghiệp cảm đến bạn tạo tác nghiệp thiện bạn cảm được là thiên đường bạn tạo tác nghiệp ác nó biến hiện ra là địa ngục Cảnh giới đó đang chuyển biến theo từng sát na Đây là chúng ta thường nói Đều là căn cứ theo lời Phật nói Dạng Pháp đều không Nhân quả bất không Nhân quả bất không nói từ đâu vậy Chuyển biến chẳng có không Tướng cảnh giới bên ngoài Đang chuyển biến theo từng sát na cách chuyển biến như thế nào tùy tâm mà biến tâm mình là ý nghĩ ý nghĩ là năng biến cảnh giới là sở biến mọi người tâm thiện thì hoàn cảnh liền thiện mọi người tạo ác thì hoàn cảnh sẽ ác hiện tại hoàn cảnh thế gian chúng ta rất ác Thiên tai nhân họa Chúng ta mở trang báo ra Bật tivi lên Cảm thấy thân tâm bất an Nơm nớp lo sợ Nguyên nhân là gì? Mọi người đều tạo tác ác nghiệp Vậy thì nguy hiểm biết bao Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Hết lòng hết dạ Là một chút công việc Khuyến thiện cũng chỉ là hết lòng mà thôi. Trọn bốn phận mà thôi. Người khác có nghe hay không, có hiểu hay không, có chịu quay đầu hay không, đó là việc của họ. Bản thân chúng ta tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, ở trong nghiệp chung có quả báo riêng. đạo lý này không thể không hiểu rõ không thể không cảnh giác làm thế nào ở trong môi trường đầy tai nạn hiện nay bảo hộ được chính mình cứu giúp người thân quyến thuộc bạn bè thân thích của mình đây chỉ cần họ chịu nghe chịu tin chịu tiếp nhận thì không có người nào không được cứu cho dù tạo tác tội nghiệp địa ngục mà bạn hiện nay vẫn còn chút hơi thở bạn cũng được cứu Chết rồi đọa lạc vào địa ngục Thế thì vô phương rồi Phật Bồ Tát cũng không thể cứu giúp Chỉ cần bạn vẫn chưa đọa địa ngục Thì vẫn còn cứu được Cách cứu như thế nào Chư Phật như lai Có diệu pháp Dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm Phật là Pháp sám hối chân thật đem tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thấy đều buông xả buông xả chính là không còn tạo tác nữa chỉ cần không tạo tác thì quay đầu rồi đem hạt giống ác nghiệp trong a lại gia thức không cộng thêm tăng thượng duyên cho nó nữa tuy có hạt giống ác nghiệp nhưng không khởi hiện hành không khởi hiện hành chính là chứng tỏ không thọ nhận quả báo phật pháp dạy cho chúng ta thật sự là có đạo lý không phải không có đạo lý nhưng muốn biến thành quả trong đó phải có duyên nhân và quả không có cách khống chế nhưng duyên thì có cách khống chế thí dụ như hạt dưa là nhân của trái dưa nhưng hạt dưa duyên của nó cần có đất đai cần có ánh sáng cần có nước cần có phân bón điều kiện của nó đầy đủ thì hạt giống mới có thể lớn lên thành dưa được mới kết quả được nó cần phải có duyên nếu như chúng ta cắt đứt mất duyên của nó đem hạt dưa này để vào trong ly trà để đến một trăm năm nó cũng không thể kết thành quả được vì sao vậy cắt đứt mất duyên rồi phật vì chúng ta tự độ chính mình là đạo lý như vậy vô lượng vô biên hạt giống nghiệp nhân trong a lại gia thức Hiện nay đem tất cả duyên thấy đều cắt đứt hết Tuy có hạt giống mà không khởi hiện hành Hiện nay chỉ thêm một cái duyên Là duyên niệm Phật Trong a la gia thức chúng ta có hạt giống a di đà Phật Có hạt giống thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ bồi dưỡng hạt giống này cho thật tốt Cắt đứt toàn bộ tất cả các duyên khác trong niệm phật đường chính là làm cái việc này là cắt đứt tất cả các duyên của hạt giống tập khí khác toàn tâm toàn lực tăng cường tập trung tất cả duyên lại tăng cường cái duyên niệm phật này cho nên cái duyên niệm phật này sẽ thành tựu rất nhanh chóng ba năm 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 nhất định thành tựu. Lời Phật nói trên kinh không phải là nói lời giả dối. nhớ Phật niệm Phật thì hiển tiền tương lai nhất định thấy Phật. khi thấy Phật rồi thì cái gì cũng viên mãn. Bản thân chúng ta ngày nay Nếu muốn đi làm công tác hoàn pháp lợi sanh Cách làm của bạn như thế nào Bạn làm thế nào mới có thể làm viên mãn Mới có thể làm được vừa lòng thỏa ý Không thể làm được rồi Vì không có trí huệ Không có phước đức Biện pháp duy nhất là gặp được a di đà Phật trước Gặp được a di đà Phật Thì phước huệ của bạn đầy đủ rồi bạn có trí huệ Có phước đức lớn Bất luận bạn làm việc gì Ở trong cửa Phật có cầu Tất có ứng Bạn còn chướng ngại gì nữa Còn khó khăn gì nữa chứ Hướng hồ sau khi gặp được Phật rồi Thì không gian sống của chúng ta được mở rộng ngày nay chúng ta là phàm phu sanh tử chúng ta sống ở thế gian này không gian sống của chúng ta là địa cầu không có cách gì thoát khỏi địa cầu đi như thế nào cũng chỉ là ở trên bề mặt địa cầu mà thôi hiện nay vẫn chưa có năng lực đi đến những tinh cầu khác chúng ta cũng thường hay nghe nói nghe nói có người ngoài không gian người ngoài hành tinh đến thăm giếng địa cầu của chúng ta những người có thể đến được địa cầu đó quả thật là ở cõi người nhất định là không phải cõi trời vì sao vậy cõi trời không cần phải lấy đĩa bay điều khiển công cụ bay không cần thiết ở cõi người mới cần người cõi trời muốn đi đến nơi nào không cần những công cụ này ở đây họ vẫn dùng công cụ để bay khoa học kỹ thuật phát triển hơn chúng ta cho nên vẫn là ở cõi người chắc chắn không phải là ở cõi trời rồi họ không thể sánh giới tứ vương thiên tứ vương thiên nếu bay ở trong vũ trụ thì không cần công cụ Người ngoài không gian hiện nay Được đăng tin rất nhiều Sách vở loại này cũng rất nhiều Chúng ta thấy toàn là người ở cõi người Họ không phải người trên địa cầu chúng ta Thế giới ta bà Phạm vi của cõi người là rất lớn, rất lớn Không chỉ riêng có địa cầu mà thôi trên rất nhiều hành tinh khác cũng có người Nhưng trí huệ năng lực của con người là không như nhau Phước báo đều khác nhau Đến đầu thai ở địa cầu nào Sống ở hành tinh nào Mỗi người nghiệp báo đều khác nhau Đều là quả báo Cho nên Phật Bồ Tát ở trên kinh này đặc biệt chuyên chỉ cho nam diêm phù đề nam diêm phù đề là địa cầu này của chúng ta phần trước đã nói qua rồi chúng sanh cõi diêm phù đề chí tánh không ổn định tập tạo nghiệp ác tập là tập khí Vô tình họ là tạo ác Cho nên chiêu cảm nên khổ báo địa ngục Bốn câu nói dưới đây vô cùng quan trọng Chúng ta nên nhớ kỹ Toàn bộ kinh văn không thể nhớ được Nhưng mấy câu này phải luôn nhớ kỹ Nam phù đề hành ác chúng sanh nghiệp cảm như thị ba câu này phải nhớ kỹ từng giây từng phút nhắc nhở chính mình tiếp đó lại nói nghiệp lực thậm đại năng địch tu di năng thâm cự hải năng chướng thánh đạo à, nghiệp lực rất lớn lớn đến mức độ nào vậy bên dưới nêu ra ba sự việc tu di đây là núi lớn nghiệp lực có thể dời núi lấp biển núi lớn biển sâu không chống nổi nghiệp lực nghiệp lực có thể ngăn cản đạo thánh khiến bạn đời này không thể thành tựu đạo nghiệp được bất luận bạn dũng mãnh tinh tấn tu hành như thế nào bạn cũng không thể thoát ly nổi lục đạo luân hồi nguyên nhân vì vậy nghiệp lực cho nên phật pháp giáo hóa tất cả chúng sanh trọng điểm là ở tâm tâm lý thiền tông khởi sướng tu hành phải tu từ căn bản căn bản chính là ý nghĩ ở trong tâm tông môn như vậy thì giáo hạ lại đâu có chuyện không như vậy được chứ cũng là như vậy hay nói cách khác Tu hành phải thay đổi tâm lý Thay đổi tư tưởng Thay đổi quan niệm Trước đây Tâm lý, tư tưởng, quan niệm của chúng ta Niệm niệm đều là gì mình Lấy mình làm trung tâm Đây chính là tạo nghiệp luân hồi Đây là tâm luân hồi Phật dạy chúng ta đem ý nghĩ này chuyển đổi Chuyển trở lại cái gì Chúng ta niệm niệm gì chúng sanh Chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng kiến giải, lời nói việc làm thấy điều gì chúng sanh, không gì mình. Vậy thì tốt. Phật nói cho chúng ta biết, lục đạo do đâu mà có? Lục đạo là do chấp trước biến hiện ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba cái điều có, thì biến hiện ra lục đạo nếu như chỉ có vọng tưởng phân biệt không có chấp trước thì sẽ không có lục đạo có thập pháp giới có pháp giới tứ thánh thanh văn duyên giác bồ tát phật biến hiện ra pháp giới tứ thánh nếu như phân biệt cũng không có nữa thì pháp giới tứ thánh đó cũng không có thập pháp giới cũng không rồi hiện ra gọi là nhất chân pháp giới Ở trong nhất chân Pháp giới Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Còn có 41 cấp bậc Bồ Tát có 41 cấp bậc Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Các cấp bậc từ đó mà có vậy Vọng tưởng chưa đoạn dứt Từ vọng tưởng biến hiện ra Sau khi vọng tưởng đoạn hết rồi Thì không còn cấp bậc nữa Đó chính là Phật quả cứu cánh thật sự bình đẳng rồi phật phật đạo đồng thật sự bình đẳng không còn giai cấp nữa đây là giải thích rõ nhất chân pháp giới thập pháp giới tam đồ lục đạo hình thành như thế nào chỉ cần khởi tâm động niệm có ta đây là của ta thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn có cả rồi bạn còn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi sau nếu các vị thật sự khế nhập thế hội từ chỗ này vậy là bạn thật sự giác ngộ rồi bạn không phải giác ngộ giả giác ngộ rồi liền siêu phàm nhập thánh thánh chính là giác phàm chính là mê phàm phu chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng không bàn đến Phân biệt chấp trước là Phạm Phu Xả bỏ hết phân biệt chấp trước Chính là Thánh Nhân Chính là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát khác với Phạm Phu Chỉ trong một niệm Bằng chuyển đổi ý nghĩ trở lại Liền siêu Phạm nhập Thánh ngay Ai có thể chuyển trở lại vậy? Ở nơi chính mình bạn có chịu chuyển hay không mà thôi Bạn chịu chuyển trở lại Lập tức liền thay đổi ngay Tôi hiểu rõ đạo lý này Tôi chuyển đổi rồi Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiểu rõ đạo lý này Ông cũng chuyển đổi rồi Sau khi chuyển trở lại Chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ Tất cả chúng sanh là chủ nhân của chúng ta Tất cả chúng sanh là ông chủ của mình Chúng ta là người làm công phục vụ cho họ Vô ngã Chúng ta mới thật sự đạt được Sự thọ dụng của Phật Pháp Đem nghiệp lực Chuyển thành trí huệ Đem nghiệp lực chuyển đổi thành năng lực nhà phật nói là thần thông đạo lực là ở trên ý nghĩ vừa chuyển thì nghiệp lực liền chuyển trở lại rồi thông thường chúng ta nói nguyện lực đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực nghiệp lực rất lớn có thể ngăn cản đạo thánh nguyện lực rất lớn có thể thành đạo thánh tại vì sao không chuyển chứ nếu chưa không chuyển thì trong vô lượng kiếp vẫn phải tạo sanh tử luân hồi không bao giờ dứt việc gì phải gây nên cái phiền phức này kinh văn phía sau tiếp theo còn có mấy câu quan trọng Thị cố chúng sanh Mà khinh tiểu ác Dĩ vi vô tội Tử hậu hữu báo Tim hào thọ chi Mấy câu này phải nhớ kỹ Thường xuyên nhắc nhở chính mình Không nên cho rằng không có báo ứng Thế là chính bạn hiểu sai rồi Một ý niệm ác yếu ớt đi nữa cũng sẽ cảm họ quả báo. Nghĩa là không phải không báo, thời giờ chưa đến. Giờ là gì? Là duyên chưa đầy đủ. Thời giờ là nói từ trên duyên. Duyên đầy đủ thì quả báo lập tức liền hiện tiền. Nếu như các vị thật bình tĩnh, Bình tâm tỉnh trí mà quan sát thế giới Hiện nay quả báo này gọi là quả báo hiện đợi Báo rất nhanh Là ở ngay trước mắt Nếu chúng ta thật sự muốn cứu mình Các vị nhất định phải biết Mạng sống không quan trọng, không đáng tiếc Chúng ta ở thế gian có thể sống được mấy năm thời gian trăm năm chỉ trong nháy mắt tôi chín tuổi là đã rời khỏi quê nhà cách cửu hoa sơn rất gần những hình ảnh lúc tôi rời khỏi đó vẫn còn nhớ rất rõ ràng là giống như mới ngày hôm qua vậy thế nhưng những người lớn bạn bè thân thích vào thời đó ở cố hương nay hết bảy tám phần đều không còn nữa rồi bạn bè thuở nhỏ nay cũng không còn nữa đúng là đời người như khói mây như giấc mộng vậy mộng này phải tỉnh ngộ trở lại tỉnh ngộ trở lại quay đầu là bờ phải hạ công phu ở trên khởi tâm động niệm không khởi một niệm ác niệm niệm vì phước báo của chúng sanh chúng ta toàn tâm toàn lực tạo phước để cho chúng sanh hưởng phước như vậy mới tốt không nên hưởng phước một mình người như vậy nhất định thành tựu người như vậy được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần phù hộ dũng mãnh tinh tấn siêng năng không biến nhát đang tạo phước giúp đỡ xã hội giúp đỡ đại chúng đời sống của chính mình sống rất đạm bạc không nên lãng phí biết tiết kiệm. Dùng một xu cũng phải luôn nghĩ đến. Tất cả chúng sanh khổ nạn này, ta có thể tiết kiệm được một đồng thì họ được thọ dụng thêm một đồng. Thường xuyên có cái quan niệm này phật ở trên kinh nói tất cả người tu hành trong thế gian tại vì sao tu hành không thể đạt được kết quả đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác trên kinh nói với chúng ta một cái khảy móng tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Đó là nói ý nghĩ vi tế Chính là ý nghĩ rất thô Thì vô cùng khủng khiếp Từ sớm đến tối có bao nhiêu ý nghĩ sanh diệt Chúng ta tự mình có thể cảm nhận được Niệm trước diệt Thì niệm sau lập tức liền sanh Ở trong đây đều có nhân quả Một niệm thiện chính là quả báo thiện một niệm ác đó chính là quả báo ác đừng nói là lời nói việc làm quả báo đó thì càng nghiêm trọng hơn rồi khởi tâm động niệm thấy đều có quả báo cho nên bồ tát ở chỗ này khuyên bảo chúng ta Khuyến khích chúng ta Cảnh sách chúng ta Chớ xem thường ác nhỏ Mà cho là không có tội Đến khi bạn thọ báo Thì hối hận không kịp rồi Mấy cầu dưới đây nói rất rõ ràng Phụ tử chí thân Kỳ lộ các biệt Tung nhiên tương phùng Vô khẳng đại thọ quả báo tự làm tự chịu người khác cũng không cách gì thay thế được chư phật như lai đại từ đại bi cũng không có cách gì đi thọ báo thay cho bạn được nếu như chịu khổ thay được thì phật bồ tát đến chịu thay cho bạn rồi không có cách gì chịu thay được nên là tự mình làm tự mình chịu cảnh giới là do chính mình biến hiện ra Đúng như lời cư sĩ Trương Thái Viêm đã nói Tôi nghe lão cư sĩ Chu Kính Trụ đã kể với tôi Lão cư sĩ Chu đem những sự việc này viết vào trong sách Ngài có viết vài tác phẩm chương tái viêm là cha vợ của ông đây không phải là lời giả dối lúc còn trẻ ông vốn là người học khoa học ông không tin phật pháp cha vợ của ông có học phật đã kể cho ông nghe những chuyện này khi ông nghe xong cho rằng đều là mê tín đều là ngụ ngôn từ tuổi Trung niên trở về sau Thời kỳ kháng chiến Ông ở Trùng Khánh Mỗi tối đi trên đường gặp quỷ Ông mới tin Nếu chính ông không có đích thân gặp phải Dù người khác có nói ông cũng không tin Ông đi đường cùng với quỷ trong đêm tối Đi được hơn nửa giờ đồng hồ Thời gian này rất dài Không phải thời gian ngắn Đi hơn nửa giờ đồng hồ Ông bỗng nhiên nghĩ Sao người này nửa đêm Lại đi có một mình như vậy Khi giờ nghỉ thì thấy sợn gai ốc Lúc đó nhìn lại người phía trước đó Chỉ có nửa thân trên Không có nửa thân dưới Vậy là sợ điến người Vừa quán sợ thì người phía trước biến đâu mất Ông như vậy mà tin Phật Nếu như không phải chính mình trông thấy Đích thân trải nghiệm Thì những người này sẽ không tin Cho nên về sau, nghĩ lại những chuyện mà cha vợ đã kể trước kia Ông mới nghĩ đây là chuyện thật không phải giả Trường Thái Viêm nói Thọ những nỗi khổ sở này trong địa ngục Ông luôn cảm thấy không nhân đạo, quá tàn khốc Không nhân đạo, rất nhiều địa ngục cần phải quỷ bỏ Vô Diêm La nghe thấy kiến nghị này của ông thì sao Cũng không nói năng gì Sai hai con tiểu quỷ dắt ông đi Đến địa ngục để ông xem hiện trường Tiểu quỷ dắt ông đi Đi rất xa Đến nơi đó rồi Chỉ cho ông xem Ông không nhìn thấy Mới chợt hiểu ra Trên kinh Phật nói không sai Là do nghiệp lực biến hiện ra Bạn không có nghiệp lực này Thì không thể nhìn thấy Trên kinh nói địa ngục chỉ có hai loại người có thể nhìn thấy thứ nhất là người tạo tác tội nghiệp họ thọ báo biến hiện ra cảnh giới này ngoài ra là bồ tát bồ tát có năng lực vào trong địa ngục để độ hóa chúng sanh họ có thể nhìn thấy không phải độ chúng sanh trong địa ngục không phải vào địa ngục để thọ tội không phải hai loại duyên này thì địa ngục ở trước mắt cũng không thể nhìn thấy cho nên vậy mới biết không phải do vua diêm la tạo ra địa ngục để cho những người này thọ tội không phải vậy là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra cảnh giới chúng ta hiểu rõ đạo lý này sau đó mới biết chí thân như cha với con cũng không cách gì thay thế cho nhau được tự chính mình nhất định phải thọ nhận lấy xem tiếp kinh văn dưới đây ngã kim thừa phật uy lực lược thuyết địa ngục tội báo chi sự duy nguyện nhân giả tạm thính thị ngôn bồ tát địa tạng rất khiêm nhường nói thật ra bồ tát địa tạng quá vĩ đại bạn xem lúc pháp hội bắt đầu chư phật mười phương đều đến tham dự pháp hội còn thù thắng hơn pháp hội hoa nghiêm trên pháp hội hoa nghiêm chúng ta nhìn thấy đương nhiên tất cả chư phật đều đến các ngài không phải dùng thân phật các ngài là hiện đủ dạng thân phật khác nhau để đến tham gia Pháp hội Địa Tạng là Phật dùng thân Phật đến để thị hiện. Tất cả chư Phật đều tham gia pháp hội này. Bồ Tát Địa Tạng là lão sư của Phật. Là lão sư của chư Phật. Bạn xem ngài ở chỗ này khiêm nhường biết bao nay tôi nương oai lực của đức phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục ngài không dám nói tôi biết được sự việc này việc này tôi biết quá rõ ràng tôi nói cho bạn là được rồi người hiện nay nhất định là có loại thái độ như vậy quả thật ngài biết rất rõ ràng ngài nói như vậy là để dạy chúng ta Bất luận vào lúc nào Cũng phải khiêm nhường Phải cung kính Phải nhẫn nhịn Đây là tánh đức Trong từng niệm Phải hàng phục tập khí phiền não của mình Tham sân si mạng là phiền não Là tạo nghiệp Cho nên chúng ta xem thấy ở trên kinh Ngôn ngữ của các ngài sự bày tỏ thái độ của các ngài Có dụng ý vô cùng sâu Bồ Tát Phổ Hiền là người nào vậy? Đều là như lai lái ngược thuyền từ đến thị hiện Trong mong nhân giả tạm nghe lời đó bạn xem lời nói này khiêm nhường biết bao cung kính biết bao đây là dạy chúng ta bình thường đối nhân xử thế phải luôn khiêm nhường cung kính phổ hiền đáp ngôn ngô dĩ cử tri tam ác đạo báo vọng nhân giả thuyết lệnh hậu thế mà pháp nhất thiết ác hạnh chúng sanh văn nhân giả dạ thuyết sử lệnh quy phật hai vị bồ tát này một vị hỏi một vị đáp mục đích là dạy chúng ta những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này quay đầu là bờ chân thật quy y tam bảo quy là trở về thật sự trở về rồi nương theo lời chỉ dạy của phật mà sống nương theo lời chỉ dạy của phật mà làm việc đây gọi là quy y trên kinh nói những việc nào dạy chúng ta phải nên làm thì chúng ta cố gắng nỗ lực mà làm những việc nào tuyệt đối không được phép làm Thì chúng ta nhất định phải dứt trừ Vậy mới gọi là quy y Phật Địa tạng bạch ngôn nhân giả Địa ngục tội báo kỳ sự như thị Phía sau là vì chúng ta nói sơ lược 14 loại hoặc hữu địa ngục Thủ tội nhân Thiệt sử Ngu canh chi Hoặc hữu địa ngục Thủ tội nhân tâm Dạ xoa thực chi Hoặc hữu địa ngục Hoạch thang Thành phất chữ tội nhân thân Đây chính là Tục ngữ gọi là giặc dầu Cho vào giặc dầu Hoặc hữu địa ngục Xích thiêu đồng trụ xử tội nhân bảo Hoặc hữu địa ngục xử chư hỏa thiêu Sấn cập tội nhân Hoặc hữu địa ngục Nhất hướng hàng băng Hoặc hữu địa ngục vô hạn phẫn niệu Hoặc hữu địa ngục Thuần phi tật lê Hoặc hữu địa ngục đa toản Hỏa thương Hoặc hữu địa ngục duy chàng hung bối hoặc hữu địa ngục đảng thiêu thủ túc Hoặc hữu địa ngục bàn kiểu thiết xa Hoặc hữu địa ngục khu trục thiết cẩu Hoặc hữu địa ngục tận giá thiết la Danh hiệu của địa ngục phần trước đã nói qua rồi Chỗ này là nói tình trạng Thọ quả báo ở trong địa ngục Của những tội nhân thọ quả báo này Câu thứ nhất Quả báo này Là nói lưỡi hai chiều Nói lời thô ác, nói dối, nói theo dệt Tạo tác những tội nghiệp này Phỉ bán tam bảo phá hoại lòng tin Đối với Phật Pháp của người khác Sau khi chết đi Sẽ đọa loại địa ngục này Gọi là kéo lưỡi Trâu cày Nước đồng sôi rót vào miệng Lá sắt trói buộc thân. Ở trong địa ngục này, muốn sống không được, cầu chết cũng không xong. Địa ngục tuyệt đối, không phải vừa thọ tội thì người liền chết ngay. Chết rồi liền siêu sanh ngay. Họ không thể chết được. Ở trong địa ngục có gió nghiệp, gió vừa thổi họ lại sống trở lại. Sống trở lại thọ tiếp. Một ngày, một đêm muôn lần chết đi sống lại tình trạng này phải mãi cho đến khi tội báo của họ thọ xong thọ xong thời gian đều là tính bằng kiếp vô số kiếp phải thọ khổ báo này tội báo chưa thọ xong thì dính diễn không thể lìa khỏi địa ngục. Nhưng cái tội báo đó là việc rất phiền phức. thí dụ nói lời phỉ báng tam bảo, đoạn mất lòng tin của người khác. đến khi nào nghiệp này mà có thể tiêu hết vậy, sức ảnh hưởng của lời nói này của bạn hoàn toàn không còn nữa, thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục nếu như sức ảnh hưởng này vẫn còn thì bạn không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi và sức ảnh hưởng này vĩnh viễn liên lụy đến rất nhiều đời hạt giống của duyên ác này khởi tác dụng trong a là do thức của họ gặp được tam bảo họ liền khởi hoài nghi họ không thể sanh khởi niềm tin được sức ảnh hưởng này lớn biết bao nếu giống như hiện nay Nói xong còn ghi âm Còn đem băng ghi âm đi phân phát khắp nơi Hoặc giả là mua bán Hoặc giả là kết duyên Nội dung mà bạn nói này Là phá hoại tam bảo Chỉ cần có một cụ băng đĩa Vẫn còn tồn tại trên thế gian này Thì bạn không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi Nếu như bạn viết thành văn tự thế gian này vẫn còn một quyển sách tồn tại thì bạn cũng không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi mới biết được sự việc này quá đáng sợ chúng ta phải chịu trách nhiệm về ngôn ngữ văn tự của mình đúng như phần trước nói chớ xem thường ác nhỏ mà cho là vô tội câu thứ hai thủ tội nhân tâm dạ xoa thực chi nghiệp nhân của loại này pháp sư thanh liên ở trong chú giải đã nói với chúng ta là lúc ở cõi người lấy trộm đồ vật của cha mẹ sư trưởng vì duyên ác này Nên phải bị quả báo này Tâm trộm cấp là tâm ác Các vị thử nghĩ xem Ngay cả đồ vật của cha mẹ Sư trưởng họ còn lấy trộm Thì còn đồ của ai Họ không dám trộm chứ Tâm này không tốt Đọa vào địa ngục Quỷ dạ xoa so sẽ ăn tim của họ Thứ ba là Đây là nồi dầu Địa ngục than hoạch Hoạch là nồi Đỉnh cũng là nồi Hiện nay người Phúc Kiến Vẫn gọi nồi là đỉnh Vào thời xưa lúc đó vẫn còn chưa phát minh ra bếp nấu đồ ăn dùng cái gì là dùng đỉnh nồi có ba chân đốt lửa phía dưới nấu một món ăn là dùng một cái đỉnh ở trong sách xưa nói bày đỉnh ra ăn đó nghĩa là đồ ăn của họ có rất nhiều rất phong phú bài đỉnh ra ăn có một chút giống như tiệc buffet trong nhà hàng lớn của chúng ta hiện nay vậy Tiệc buffet đỉnh hiện nay rất đẹp Làm bằng thép không rỉ Nó có bốn cái chân Đốt lửa phía dưới Để giữ cho thức ăn được ấm Không bị nguội Vào thời xưa đỉnh có ba chân Vì sao Sau khi phát minh ra bếp Liền bỏ đi cái này Đỉnh không còn chân nữa biến thành cái nồi nồi với đỉnh là một thứ trong nghiệp nhân này nói phá giới sát sanh cúng tế hoặc giả là ăn thịt ăn mặn Đốt núi rừng Thiêu đốt chúng sanh Nên bị quả báo này Câu thứ tư Hoặc hữu địa ngục Xích thiêu đồng trụ Sử tội nhân bảo đây là giống như trong tiểu thuyết nói hình phạt bào lạc trước đây cư sĩ trương thái viêm đã thỉnh cầu đông nhạc đại đế hủy bỏ hình phạt này sau đó mới biết cảnh giới địa ngục là do nghiệp lực biến hiện ra không phải do con người tạo nên Cầu dưới đây hoặc hữu địa ngục Sử chư hỏa thiêu sấn cặp tội nhân Đây là từng mảng lửa lớn Không có chỗ nào trốn thoát được Phải bị lửa thiêu đến chết Nhưng gió vừa thổi qua họ lại sống dậy Bị thiêu tiếp vĩnh viễn không có cách gì thoát khỏi được Trên Kinh nói Đây là quả báo của rất nhiều nghiệp bất thiện Câu thứ sáu Nhất hướng hàng băng Địa ngục hàng băng Cũng là quả báo Của những nghiệp ác Bất thiện Câu thứ bảy Vô hạn phẫn niệu Phần trước cũng nói qua với các vị rồi trong nghiệp nhân là do đời trước phá trai, phát nguyện trì bát quan trai giới, phá trai giới về những nghiệp ác không thanh tịnh chiêu cảm nên hoặc hữu địa ngục thường phi tật lê, tật lê là một loại vũ khí của thời xưa Hiện nay tương đối ít thấy rồi Nếu như ở trong viện bảo tàng Chắc còn có thể nhìn thấy Là mũi tên rất nhỏ Thông thường gọi là ám khí Lúc người ta chưa phòng ngừa phòng bị Họ bắn ra, phóng ra Hiện nay không còn cái này nữa Hiện nay đổi thành súng ngắn rồi Chính là những vũ khí thuộc loại này Từ đó cho thấy Quả báo này của họ Chính là dùng những loại ám khí này Đi kết oán thù với chúng sanh Giết hại tất cả chúng sanh Đặc biệt là đi săn đạn của súng xăng khác với đạn thông thường bởi vì bạn đi săn viên đạn thông thường của bạn không nhất định phải bắn chuẩn xác sở dĩ đạn súng xăng là đạn chùm chính là đạn chùm bắn ra những viên đạn sắt sau khi bắn ra nó có một diện tích thì những động vật này đều không thể chạy thoát nên thọa loại quả báo này hỏa thương là cùng ý nghĩa với thông thương ở phía trước ở trong đây đa phần là lửa duy chàng hung bối đây là ở trong kinh lăng nghiêm có nói là cảm ứng của xúc báo chiêu cảm nên loại quả báo này cho nên nói là do bạn đi đánh đập người khác đặc biệt là chúng ta ngày nay nói là ngược đãi động vật dùng loại hành vi này đối với động vật là thấy tương đối nhiều đâu có biết là sẽ bị quả báo này. Câu thứ 11, đảng thiêu thủ túc. Đây gọi là biệt nghiệp, biệt báo. Tay bạn tạo nghiệp thì đốt tay, chân tạo nghiệp thì đốt chân. thiết xà thiết cậu tận giá thiết la lừa là một loài thuộc họ ngựa toàn thân cũng đều là lửa Phật ở trên kinh Cũng đã nói qua một công án Công án này Pháp Sư Thanh Liên có trích dẫn Ở trong chú giải Nói tỳ kheo tăng hộ Nhìn thấy một con lừa Con lừa này toàn thân đều là lửa thiêu đốt Phật nói với tỳ kheo tăng hộ Nó không phải là lừa vào thời đức phật ca diếp nó là một người xuất gia lúc người xuất gia phân chia thức ăn ông lúc nào cũng chia cho mình nhiều hơn một chút chính là tạo nghiệp ác này nên cảm thọ khổ báo như vậy trên kinh này nói tận giá thiết la đại khái là người tội này cưỡi trên con lửa sắt lửa sắt toàn thân đều là lửa người tội thọ quả báo như vậy hình phạt khổ báo Trong địa ngục Thật sự bà nói Thì nói mãi không hết Mời xem kinh văn dưới đây Nhân giả Như thị đẳng báo Các cát ngục trung Hữu bách thiên chủng Nghiệp đạo chi khí Đạo nghiệp chi khí Chính là khí cụ Để hành hình Ngày đây chúng ta gọi là dụng cụ tra tấn Vô phi thị đồng, thị thiết, thị thạch, thị hỏa Thử tứ, chủng vật, chúng nghiệp, hạnh cảm Trong dụng cụ tra tấn Đều là bằng đồng, sắt, đá Toàn là một biển lửa Bạn cảm thọ là những thứ này Chúng ta thường hay nói Người đó tâm rất ác độc Chính là lòng dạ như sắt đá cho nên ở trong địa ngục biến hiện ra những dụng cụ tra tấn đều là những thứ này tâm địa thanh tịnh mềm mại thì nhất định không thể nhìn thấy hiện tượng này cho nên nhất định phải biết tâm này là tâm địa độc ác cái oai phong này của bạn có thể thực hiện được mấy ngày sau mấy ngày oai phong này của bạn thực hiện xong sau đó làm thế nào có nghĩ đến hay không hậu quả không thể tưởng tượng nổi chúng ta nhất định phải biết trong duy thức luận nói giống như trên kinh nói những địa ngục này có vua diêm la trong địa ngục hay không có những con quỷ tốt trong địa ngục hay không thật ra không có đều là do tánh thức của mình biến hiện ra là giống như nằm mộng vậy mộng nhất định đến khi tỉnh mộng mới biết là giả là khói mây nhưng lúc bạn đang nằm mộng bạn cho rằng đó đều là chân thật địa ngục tam đồ là cảnh mộng cùng một đạo lý như nhau con người chúng ta sống ở đời thời gian mấy mươi năm nóng lạnh có cái nào mà không phải là cảnh mộng chứ nói đến thập pháp giới đi nữa cũng là cảnh mộng trên kinh kim cang nói rất hay tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng tất cả pháp hữu vi là đã bao gồm cả thập pháp giới rồi thập pháp giới đều là hữu vi nhất chân pháp giới mới là pháp vô vi cho nên thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Ở trong quyền giáo Đều chưa có rời khỏi Pháp Hữu Vi Hay nói cách khác Y chánh trang nghiêm của họ Đều là mộng huyễn bọt bóng Tướng có thể không Sự có lý không Đây mới là chân tướng của sự thật là do nghiệp cảm biến hiện ra chúng ta xem câu kinh văn sau cùng này nhờ quản thuyết địa ngục tội báo đẳng sự nói ra từng việc từng việc nhất nhất ngục trung cánh hữu bách thiên chủng khổ sở Mỗi địa ngục đã có trăm nghìn thứ khổ sở Hà huống đa ngục Địa ngục nói mãi không hết Ngã kim thừa Phật uy thần Cặp nhân giả dấn lừa khuyết như thị Nhược quản giải thuyết cùng kiếp bất tận Lời Bồ Tát nói là lời chân thật Nếu giải thích chứng minh tỉ mỉ cho bạn thì nói cùng kiếp nói cũng không hết lời nói này là thật chứ không phải là giả cho nên chúng ta là một cái tổng kết ở chỗ này địa ngục tuyệt đối không nên vào nếu muốn không vào địa ngục thì nhất định không được tạo tội nghiệp tội nghiệp cực nhỏ cũng không được phép tạo Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì ở trong a la gia thức chúng ta Hạt giống địa ngục rất nhiều rồi Vô lượng kiếp ta tạo tác những tập khí này Tội nghiệp nhỏ là gì? Chính là duyên Tội nghiệp địa ngục trong a la gia thức của bạn Bạn lại tạo duyên cho nó Không cắt đứt duyên của nó Thì rất có thể lại tạo quả báo này Đây là điểm chúng ta cần phải cảnh giác Cho nên tuyệt đối không được phép xem thường Xem nhẹ tội nghiệp nhỏ cho là không quan trọng Thế thì bạn quá đổi sai lầm rồi Nghiệp tội nhỏ chính là duyên Ở trong a la gia thức Có nghiệp nhân của tội nghiệp địa ngục rồi Nhân gặp được duyên thì sẽ hiện ra cảnh giới Cảnh giới hiện tiền vô cùng đáng sợ Muốn ra khỏi thì quá khó, quá khó Cho nên phải thật sự hiểu rõ Thật sự giác ngộ Buông xả vạn duyên Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đây là phương pháp An toàn nhất Phương pháp nhanh chóng nhất Cũng là phương pháp ổn thỏa Tốt đẹp nhất Vĩnh viễn thoát khỏi Tam độ lục đạo được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ nói đến chỗ này A-di-đà-phật